Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, sáng thứ Sáu ngày 22 tháng 10 năm 2021 từ Houston, Texas. Thưa quý vị, khoảng hơn 10 năm nay, giữa Pakistan và Trung Quốc có mối giao hảo rất tốt đẹp. Và nhiều người coi đó là mối giao hảo đồng minh. Nhưng trong vài tháng qua, ngoại giao giữa Trung Quốc và Pakistan bị căng thẳng lên. Họ căng thẳng lên không phải vì những xung đột biên giới giống như là giữa Trung Quốc và Ấn Độ có sự xung đột biên giới ở tại Đông Sang vừa rồi. Họ căng thẳng lên cũng không phải vì sự khác biệt về vấn đề đối ngoại đối với quốc gia Afghanistan và đối với Taliban nói riêng. Bên phía Trung Quốc thì sẵn sàng tham gia vào chính phủ của Taliban bây giờ và sẵn sàng công nhận Taliban, cũng như là sẵn sàng xây dựng con đường cho Taliban. Trong khi đó thì Pakistan không hài lòng với quân Taliban và họ đứng về phía của các quốc gia Tây phương nhiều hơn trong vấn đề Afghanistan và Taliban. Nhưng giữa Pakistan và Trung Quốc không phải căng thẳng lên vì lý do đó, mà họ căng thẳng lên vì lý do hàng hóa của Trung Quốc, nhất là những hàng quân sự Trung Quốc bán cho Pakistan, mà Pakistan gọi là trấn lột một cách phũ phàng. Đó là một sự trấn lột một cách phũ phàng. Tại sao Pakistan gọi là trấn lột phũ phàng? Vì Pakistan mua những dụng cụ quân sự của Trung Quốc thì không có chất lượng. Trung Quốc đẩy những mặt hàng không có chất lượng cho Pakistan như là máy bay không người lái, tiếng Anh gọi là drones, rồi những chiếc chiến đấu cơ như JF-17. JF-17 trước đây Pakistan tự hào khi mua thì gọi đây là đội quân tử thần. Nhưng sau thời gian sử dụng thì đội quân tử thần này có quá nhiều trục trặc, mà bảo trì và sửa chữa thì không có được tốt. Nên bây giờ các phi công của Pakistan rất e ngại để sử dụng JF-17. Nên các chiếc JF-17 bây giờ gần giống như là nằm không đó, chả hoạt động được. Thưa quý vị, mới đây thôi thì những chiếc máy bay không người lái của Pakistan mua Trung Quốc được gửi qua, thì sau khi mà kiểm tra mặt hàng thì thấy rằng là những cái chiếc máy bay này nó có quá nhiều lỗi. Những chiếc máy bay không người lái này được sản xuất bởi Tổng Công ty Công nghệ Xuất Nhập Khẩu Hàng không Quốc gia của Trung Quốc, được gọi tắt là CATIC. Công ty này cung cấp cho Pakistan các loại máy bay không người lái lẫn một số các chiến đấu cơ. Thì khi các cái máy bay không người lái này được 3 chiếc bây giờ đó gửi tới, thì Pakistan mở ra thấy rằng là nó hư chỗ này, nó hư chỗ nọ, đủ thứ hết, nó không có làm việc được. Thì bên phía Pakistan yêu cầu bên tổng công ty của Trung Quốc là công ty CATIC đó, là hãy qua mà để sửa chữa. Nhưng rất tiếc, công ty CATIC làm ngơ. Và các đồ phụ tùng để gửi tới đó thì lúc có, lúc không, lúc này, lúc nọ. Nên đối với Pakistan, đây là một hành động trấn lột một cách tàn nhẫn của Trung Quốc. Rồi như tôi vừa mới nói là JF-17 là chiến đấu cơ đó, nó cũng bị lỗi rất là nhiều.
thì yêu cầu những đồ phụ tùng hoặc là những chuyên viên tới, thì Trung Quốc cũng hứa cho qua lại qua chuyện thôi, không có đáp ứng. Nên là Pakistan cảm thấy rằng là Trung Quốc trấn lột Pakistan. Tại sao Pakistan biết Trung Quốc đưa đồ dỗm, đồ rẻ, đồ không thực hiện được mà vẫn cứ mua? Thưa quý vị, Pakistan là một quốc gia cường quốc về vũ khí hạt nhân. Nhưng mà về vấn đề những vũ khí còn có tính cách là chiến thuật thì Pakistan chưa có tập trung chế tạo, mà nhờ đến nhiều quốc gia, mua những cái quốc gia như là của Nga, vân vân. Tuy nhiên, trong thập niên qua, Pakistan nợ lên quá nhiều. Và Pakistan, những mặt hàng gia dụng hàng ngày thôi, là bên Pakistan xài đồ Trung Quốc hết. Made in China là hiện giờ là phổ biến đầy ở tại Islamabad và cả nước Pakistan. Nên Pakistan nợ Trung Quốc rất là nhiều, không biết bao nhiêu trăm tỷ rồi. Thì Trung Quốc là muốn là ưu đãi, nói là dùng cái từ ưu đãi Pakistan, nói là sẵn sàng bán những cái dụng cụ quân sự này nếu mà Pakistan giữ mối giao hảo tốt và đừng bắt chước giống như Ấn Độ. Pakistan nghe lời, mua xong bây giờ mới đau đớn, mới cây cú là các đồ của Trung Quốc rẻ, nhưng mà chỉ sử dụng hàng ngày á, thì họ biết nó rẻ và biết là mau hư. Chứ ai ngờ là kỹ thuật quân sự ông cũng mau hư. Đồ của Trung Quốc là bán là bên Mỹ là đưa vô $1 store hay là những cái nơi 99 cent á, thì người ta vô, người ta mua, người ta biết rằng là mình mua mình xài, nó rẻ nhưng nó rất là hạn chế và nó mau hư. Nên người mua những cái mặt hàng bình thường thì họ biết cái giá nào thì vật đó, thì họ không có giận dữ. Vì cái giá đó là cái giá nào thì của đó thôi. Giống như mình đi ra mua một chiếc xe kiểu hiệu Rolls Royce nó khác với cái loại Hyundai nhỏ, vân vân. Thì họ hiểu. Ở Pakistan, người dân bây giờ xài đồ mặt hàng của Trung Quốc rẻ thì đầy rẫy, họ hiểu chuyện đó mà. Nhưng mà đó, lúc đầu đó, quân đội, nhất là không quân của Pakistan, nghĩ rằng là tương tác về quân sự thì các mặt hàng quân sự nó phải có chất lượng hơn và phải bảo trì tốt hơn và dịch vụ phải tốt hơn, nên là mua của Trung Quốc vì được Trung Quốc hứa hẹn là giá rẻ hơn và yểm trợ services, tức là phục vụ, tức là bảo trì tốt. Thì ông Pakistan cũng tin. Nhưng mà tin như vậy rồi thì bây giờ mới khám phá ra rằng là nó không có được tốt, thì ông mới kêu, ông bảo là chứ phải đưa các phụ tùng về và dịch vụ sửa chữa. Thì công ty của Trung Quốc và bên Trung Quốc giả vờ hứa lèo làm ngơ, nên Pakistan giận, nói rằng là chúng tôi bị trấn lột một cách tàn bạo. Đứng với quan điểm của Pakistan, cái điều đó là đúng thôi. Trung Quốc bóc lột người bạn của mình là Pakistan về quân sự như vậy. Nên đối xử với những quốc gia như Trung Quốc mặt hàng thì quý vị cẩn thận. Cẩn thận, tại vì Trung Quốc những cái đồ gì mà không còn tốt nữa, họ nghĩ rằng quý vị cần thì họ đẩy cho quý vị. Chớ có mà dạy mua những cái đồ thiết bị quân đội của Trung Quốc, không xài được, ra chiến trận còn thua lớn nữa. Hai chiếc máy bay JF-17 của Pakistan mua của Ấn Độ đó, bay qua đường biên giới của Afghanistan, rớt ngay biên giới mới đau. Rớt ngay biên giới mới đau.
giữa biên giới giữa Afghanistan và Pakistan. Nên ông giận lắm. Và vì vậy cho nên cái sự căng thẳng ngoại giao giữa hai nước Pakistan và Trung Quốc tăng cao là vì lý do đó. Tôi cũng hơi ngạc nhiên một quốc gia có khả năng chế tạo vũ khí nguyên tử như Pakistan mà những đồ quân sự khác lại phải nhờ đến Trung Quốc để ông chơi cho một vố đau, đau điếng người. Thưa quý vị, đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán thính giả và góc nhìn của tôi về vấn đề này. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.